ba bước này sẽ giúp cho các chị em chúng ta điều trị nám ngay tại nhà một cách hiệu quả nhé bước đầu tiên đó là chúng ta phải chống nắng ánh sáng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nám da khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da nó sẽ làm cho da chúng ta tăng sinh tiết melanin để bảo vệ làn da. Cho nên là melanin chính là những cái vết sắc tố trên da và nó có lợi cho da chứ nó không hề có hại. Nó chỉ có là gây những cái khuyết điểm về mặt thẩm mỹ nên các chị em không thích nó. Cho nên điều đầu tiên quan trọng nhất khi mà điều trị nám da thì chúng ta phải chống nắng. Chúng ta có thể chống nắng bằng nhiều cách như là chúng ta có thể là che chắn khi đi ra ngoài, tránh đi ra ngoài vào những giờ cao điểm như là khoảng 10 giờ đến 2 giờ trưa hoặc là chúng ta sẽ đội mũ rộng vành mang khẩu trang, áo dài tay, chúng ta sẽ nên sử dụng kem chống nắng và kem chống nắng phổ rộng chống được UVA, UVB là tốt nhất. Điều thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái chất giúp để chúng ta loại bỏ đi những cái lớp tế bào chết trên da đồng thời nó cũng lấy đi bớt sắc tố trên da từ đó giúp cho làn da của chúng ta trở nên sáng hơn, đều màu hơn và mờ sạm nám hơn và bước thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm giúp ức chế sản xuất melanin chứa các hoạt chất như là quinol, arbutin, axit azelaic acid colic, vitamin C hoặc là chúng ta sử dụng retinol. Và nếu mà chúng ta muốn hiệu lực điều trị nám mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái viên uống trị nám làm trắng da ví dụ như là chứa glutathione, vitamin C, l -citein. Và hy vọng với ba bước này sẽ giúp cho các chị em chúng ta có được một cái quy trình hoàn chỉnh để chúng ta có thể điều trị nám tại nhà nhé. Theo dõi dự sĩ đạt để biết thêm kiến thức bổ ích cho sức khỏe và sắc đẹp.